Chào tất cả các bạn. Hôm nay lên cái bể màu rồng tím mới ha. Hôm nay cái bể màu rồng tím size to rất là đẹp. Đây là bể màu rồng tím đó các bạn. Hôm bữa giờ là hết bể màu rồng tím luôn. Bây giờ là có lại rồi. Các anh chị các bạn là có đặt hàng đó thì cứ liên hệ ha. Những con bể màu này mà các bạn mà để vào hồ Nam Bộ á, ngoài ngoài trời thì những con này rất là đẹp các bạn. Hôm nay có size to rồi, số lượng không còn nhiều nữa ha các bạn. Còn khoảng 300 con nữa là 3 tháng sau mới có lại. Các anh chị các bạn có đặt hàng thì liên hệ sớm với mình ha. Có những con tím than nữa nè. Màu rất là đẹp. Dạ, cái kiển đây mình thân chào các bạn. Chúc tất cả các bạn có những phút giây vui vẻ ha. Các bạn có coi video thì nhớ like giùm mình ha, like hoặc share gì đó. Lâu lâu mình sẽ up thật nhiều video cho các anh chị các bạn tham khảo. Video này thì chỉ nói về những con bảy màu rồng tím. Đây là bảy màu rồng tím ha. Tí xíu nữa sẽ quay bảy màu rồng xanh, rồng đỏ cho anh chị các bạn xem. Đây, những con bể màu rồng tím rất là đẹp. Rồi bây giờ tới rồng xanh, rồng đỏ nha các bạn. Đây, rồng xanh, rồng đỏ. Các bạn có thích màu xanh lá thì có màu xanh lá luôn. Màu đỏ thì có màu đỏ. Chống mái có đầy đủ hết các bạn. Bảy màu rồng đỏ, rồng xanh đó thì số lượng còn rất là nhiều, nhưng bảy màu rồng tím thì không còn nhiều nữa. Tại vì rất là nhiều khách rất là thích bảy màu rồng tím. Ở trại mình bắt lên á thì không cần phải có oxy. Các bạn nuôi mà thả không có oxy thì nó vẫn sống, cho nên các bạn mà một số bạn đã đặt hàng rồi á lại mua tiếp tục nữa, bạn thả vô bạn nuôi không cần oxy luôn, chỉ cần có một cái hồ rộng rộng là thả xuống là nó đẻ số lượng ra rất là nhiều. Đây mình bắt bảy màu rồng tím đi qua cho các bạn coi nè. Đó, rồng tím như rồng rồng đỏ, rồng xanh. Màu rất là đẹp, rất là chắc. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Đây mình quay lại cho các bạn coi nữa nè. Đây là bảy màu rồng tím á các bạn. Chống mái đầy đủ. Các anh chị các bạn mà có thích thì cứ liên hệ nha, điện thoại trực tiếp cho mình. Sau đó mình sẽ báo giá, được là sẽ ship cho tất cả các bạn nha. Ship tất cả toàn tỉnh luôn. Rồi, cảm ơn các bạn. Có thích hàng beta giống không? Những con mái đây.
là con mái cam to luôn. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn ha.